Ây chà, chuyến này căng nha quý bà con. Chuyến này tới công chuyện thiệt rồi. Chuyến này là chị Hồng Loan quyết tâm mà làm cái chuyện này dành cho cái thằng Hai Bong Bóng. Chù cha ơi, ta nói Khứa Hai bây giờ rầu nghe, rầu thối ruột nghe. Lo mà chạy nợ, lo mà chạy tiền để mà trả cho chị Hồng Loan. Video ngày hôm nay em bảo đảm quý bà con không làm phí và không làm mất thời gian của quý bà con cô bác mình nhiều đâu. Em rất mong chúng ta hãy nhìn chút ít thời gian ra, gán mà coi hết giùm em, rất là hay. Rồi bây giờ không nói dài dòng, xin mời tất cả quý bà con mình cùng theo dõi. Mới cái chat đây thôi em đã nghe được một cái bài viết như thế này nè quý bà con. Xin phép quý bà con em đọc cho quý bà con nghe chơi. Sau cái ngày mà xử ra cái phiên tòa mà vụ mà tranh giành tài sản, giành nhà cho ở nhờ, thì kế tiếp khi mà diễn ra xong, chị Ni, chị Loan sẽ cùng nhau mà nhờ tới cơ quan chức năng để mà lấy lại cái số tiền bê đen media về bản quyền hình ảnh của cậu Năm là cái thằng Bong Bóng với số tiền 333 triệu. Quý bà con mình nghĩ như thế nào? Quý bà con mình hãy cho em ý kiến liền đi quý bà con. Chứ em nghe cái thông tin này nghe, mặc dù đây chỉ qua là cái thông tin mà theo em á, nó gần chính xác tới 90% thôi, chứ thật sự nó chưa mà kêu bằng chính xác 100%. Thì bây giờ tại sao mà chị Hồng Loan không làm ngay cái lúc mà thắng kiện ở BH Media mà đến bây giờ chị Loan mới làm? Thì bây giờ em nói cho quý bà con nghe như thế này nè, khá là đơn giản. Mấy ngày hôm nay quý bà con cô bác đã thấy á, cái con lợn tay xanh nó đã lên, nó livestream khá là nhiều, nó dùng những cái lời vô cùng tục tiểu dành cho má Tư. Bây giờ má Tư dẫu sao cũng là một người lớn, nó không kính trọng, nó không kính trên nhường dưới, mà nó đi xúc phạm tới một người lớn là thứ nhất. Thứ hai, nó xúc phạm tới giới tính của má Tư, và nó buông ra những cái lời vô cùng tục tiểu. Mà quý bà con mình biết không, cái con lợn tay xanh này nè, nó đang nhận tiền ở bên phía của con Hậu Le Le và thằng Hai Bong Bóng để công kích má Tư. Thì bây giờ chị Loan chỉ thấy như vậy đó, chị chịu không có nổi. Tất nhiên bây giờ bảo đảm quý bà con, và sẽ có thể xảy ra luôn, chị Loan chắc chắn sẽ làm những cái tờ đơn yêu cầu ở bên phía cái thằng Hai Bong Bóng đó, nó phải trả lại cái số tiền BH Media, cái tiền mà bản quyền hình ảnh của cậu Năm á, cho chị Hồng Loan. Tại vì sao? Quý bà con mình nên nhớ, cái lúc mà ký cái hợp đồng BH á, là chính do con ve nó ký, đúng chưa? Nhưng trời đất ơi, nếu mà nó ký á, thì tất nhiên phải độc quyền ở trên kênh BH Media, đúng không? Nhưng mà cái này không biết gì, cái lý do gì, cái nguyên nhân nào mà cái kênh Vũ Le Giải Trí Intermate, cái gì International Intermate Thái Mạnh, cái gì đắt đây, tiếng Anh em có gặp, nó lại phát trực tiếp và nó đăng tải những cái thước phim về cái đám tang của cậu Năm. Thì tất nhiên cái điều đó là nó đã vi phạm là thứ nhất nè. Thứ hai, vậy thì bây giờ ba cái tiền á mà sở hữu bản quyền đó ở đâu? Ở đâu kha? Bây giờ tiền đâu và phải trả lại cho người ta chứ, đúng không? Và quý bà con cô bác mình nên nhớ một điều như thế này nữa nè. Còn nhớ cái con Hậu Le Le đó, nó đã lên một cái đoạn video, nó kêu rằng nó cho chị Hồng Loan á, nó nói với chị Hồng Loan vậy nè: bây giờ tôi yêu cầu bên phía con vô ơn đó đó phải xóa đi những cái hình ảnh của Hai Bong Bóng tôi, của một người nghệ sĩ ưu tú đâu, xóa đi, không xóa là tôi thưa tôi kiện. Rồi bây giờ chị Loan chỉ xóa rồi đó, thì tại sao bây giờ mày không trả lại cái số tiền BH Media cho chị Loan? Những cái thông tin vừa rồi em nói á, thì nó rất có cơ sở. Và sắp tới đây, sau khi mà cái phiên tòa diễn ra, thì chúng ta sẽ có một cái thông tin vui, đó chính là bây giờ cỡ nào cỡ phải đòi tiền cái thằng này. Đúng lý ra đó quý bà con, cái kiểu chị Loan á, thì nói nào ngay, cái tánh của chị Loan chỉ hiền. Em nói thật sự, hiền nó khác và khờ nó khác nha quý bà con. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta đi công kích chị Loan. Bây giờ như vậy nè, tại sao mà quý bà con cô bác mình, em tin là rất là nhiều quý bà con mình thắc mắc á, là con ve nó đã và đang sử dụng cái hình ảnh của cậu Năm mà chị Hồng Loan không làm cái gì, đúng không? Đúng không? Quý bà con mình cũng đang thắc mắc giống em, đúng không? Thì bây giờ em cũng có suy nghĩ như thế này. Bây giờ nói nào ngay, dẫu sao bên đó cũng là ruột thịt của chị Loan, đúng không quý bà con? Thì bây giờ mình đi
mình đi quánh vẹt bản quyền đó, mình đi cấm cản này kia các kiểu, thì mình làm cái hành động đó chẳng khác nào y như nó, đúng chưa? Thì cái này theo em nghĩ thôi nha, theo em nghĩ vậy em nói đó. Còn về phía bên con ve đó, nó muốn sử dụng nhiêu nó sử dụng, nó sử dụng sao đó người ta nhìn vô người ta biết, con nhỏ này nó dựa hơi cậu nó thôi chứ nó không có tài năng gì thật sự á. Tại vì cái tính của chị Loan á giống như cậu Nam Vũ Linh, hiền và không có kiểu như gọi là ác á quý bà con. Còn bên con ve là gọi là ác với thâm độc, đúng chưa? Bởi vì vậy đó, chúng ta cũng đừng có gầy mà đừng có la, đừng có trách móc chị Loan. Mình đặt mình trong cái trường hợp đó, nó cũng vô cùng khó xử. Nói thật sự là như vậy đó quý bà con. Còn mình trở lại với cái chuyện của thằng Hai Bong Bóng, cái chuyện này phải xử nó, dẫu sao nó là người ngoài, nó là chỉ qua cái thằng con nuôi trong nghề của cậu Năm thôi. Tất nhiên chị Loan phải mạnh tay về cái chuyện này, chị Loan phải yêu cầu nó trả cái số tiền BH đó. Trời đất ơi, mày ăn 300 mấy chục triệu, rồi chưa kể những cái tiền mà nó xóa cái MV của chị Loan đó quý bà con, nhớ không? Những cái bài hát mà 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm đó, chu cha ơi, ta nói cái triệu view. Mà quý bà con mình thử nghĩ đi, tiền không đó mà chị Loan có lấy được 1.000 nào đâu. Nó lợi dụng cái tên tuổi của chị Hồng Loan ngay cái thời điểm nó rất là nổi tiếng. Cái thời điểm đó chị Hồng Loan cực kỳ hot, bây giờ cũng còn hot nhưng cái độ hot nó đã giảm đi, tại câu chuyện nó quá dài đó. Thì nó lợi dụng chỗ đó. Trời đất ơi quý bà con mình cứ tin đi, cái kênh YouTuber của nó đó, lúc đó em nhớ không lầm á, là nó chỉ mới có 60-70 ngàn người đăng ký thôi. Mà từ khi làm những cái MV đó, trời đất ơi, ông nội nó lấy nút bạc luôn. Nút bạc là sao? Có nghĩa là cái phần thưởng YouTube á, cho cái một cái chủ kênh. Mà muốn đạt nút bạc á, thì cái người chủ kênh phải làm sao để cho trên 100 ngàn người đăng ký mới được nút bạc đó. Trời đất ơi, ông nội ơi, vô mánh. Rồi ba tiền đó đâu? Ba tiền đó nó hưởng chứ đâu. Thì bây giờ ấy ra đi ha, ấy ra đi, chứ đừng bày đặt xạo xạo. Em có đọc cái bài viết như vậy nè quý bà con, cũng khá là hay, em đọc cho quý bà con nghe. Thời của ve đã tới. Đó, bài viết này nha. Thứ nhất, được bầu xô có máu mặt ở Sài Gòn nâng đỡ, bầu xô bán cơm có 15k mà ế quá không ai mua, bán trà bông heo chẳng ai quan tâm. Nghe bị ve kiện 331 tè đai, bắt đầu lên mạng kêu gọi ủng hộ 7 triệu rưỡi. Bị VVB viết tắt nha quý bà con, vạch trần về quá khứ sao đó, quê quá cái bắt đầu quay xe. Đó, nói ai? Là nói cái con lợn tay xanh đó. Con lợn tay xanh này ngày xưa nó đã từng bóc phốt bên phía mẹ con của con ve, và thậm chí bên phía cô Sáu đã tặng cho nó 1-2 cái lá đơn yêu thương. 331 7 triệu rưỡi. Rồi nó đâu có tiền đâu, nó mới lên, nó mới kêu gọi đồng cộng đồng mạng, năn nỉ cộng đồng mạng cho tiền đó, để nó đóng tiền phạt. Rồi giờ sao? Nó về nó quay xe. Trời đất ơi, ông nội, tôi nói thiệt lạnh lùng. Vậy thì bầu số chỗ nào? Bầu số máu mặt chỗ nào? Bầu số dữ nhất Sài Gòn hả? Con lợn tay xanh này có nước bầu xô mà để dành cho mấy con heo nó ca thì đúng hơn, đúng quý bà con? Rồi cái thời tới thứ hai của con ve nè, được một người nghệ sĩ ưu tối hứa sẽ giúp đỡ quay trở lại sân khấu, mà bản thân cái người nghệ sĩ ưu tối này như Lục Bình Lục Bình thì nó trôi trên sông đó, vừa bị tống cổ ra chuông vàng giọng cổ lai đêm quyền diệu, bị thiên hạ chữ ta nói không còn cái gì đó, mà dính vô cái con le le nữa, thì bây giờ cái sự nghiệp của thằng Hai Bong Bóng này nó cũng chẳng khác nào là con ve. Vậy mà cũng bày đặt đi lên nâng đỡ người ta, thì quý bà con mình nghĩ sao? Ma Từ có lên bài hay lắm nè, cái gì mèo chê mèo dài đuôi, con kỳ á nó chê con kỳ sủa hay. Em dùng con kỳ là quý bà con biết rồi. Trời đất ơi, ông nội ơi, nghĩ sao? Y chang như cái chuyện mà một thằng mù mà nó đi giúp cho cái thằng điếc mà đi nghe nhạc vậy đó. Y chang cái thằng bị cục chân mà cõng cái thằng cục tay vậy đó quý bà con. Trời đất ơi là trời, nghĩ sao vậy trời? Ôi, bây giờ em nói thiệt quý bà con, mình nói không phải mình nói bậy chứ thiệt á, cái thằng Hai Bong Bóng này nó còn hơn con ve nữa. Nó còn 8-9 mặt còn hơn con ve nữa. Bây giờ mà bầu xô nào mà nghe hai cái tên Vũ Le một cái đi, trời đất ơi, tao thứ điều tao tao quỳ tao lại mày, mày làm ơn mày để cho tao yên chứ. Bây giờ mà xô nó đi tới đâu nó banh chành tới đó, con ve nó vô tới chùa là banh chùa,
Còn cái thằng le le này mà nó vô tới chùa là coi như là bán luôn cái nền chùa là nó còn khủng khiếp hơn cái con ve nữa. Ôi ơi, bây đặt bây giờ lên khen gì à, Vũ ve thấy con nhà nồi cái gì mà hát hay đồ này kia các kiểu, em ấy đồ ha, sử dụng cái từ em ấy hát vậy cũng thành công. Em nói thiệt quý bà con, bây giờ cộng đồng mạng bây giờ ha, tính ra con ve giờ nó cũng khỏe, tại vì có người đỡ đạn cho nó. Không ngày mấy ngày nay bị chửi quá trời chửi, mà chửi ai, chửi ngay cái thằng Vũ le đó đó. Ông nội ơi, lúc gài xong nó bà tắm thúi mà nó đang ghét đến vậy trời. Ôi ôi chú cha ơi. Rồi như vậy nữa nè quý bà con. Thứ ba, được tờ báo viết thê à, được tờ báo viết thê nào đó tụng ca là Phượng Hoàng hồi sinh. Ôi ôi, xô đông kính người mà quay qua quay lại toàn là vé ủng hộ, nào là tặng hoa đồ các kiểu hen. Ca sĩ gì đâu mà tặng hoa xong rồi đem hoa xuống khán giả rồi tặng lên tặng lại, trời đất ơi. Rồi thứ tư, Việt Kiều Pháp bay về ủng hộ, được Việt Kiều Pháp bay về ủng hộ. Nhưng mà nào ngờ Việt Kiều Pháp này là vé người ta cho, người ta tài trợ cho về. Chú cha ơi, em nói thiệt không biết ai viết cái bài báo này, thiệt á, nghĩ mình mắc cười thiệt á quý bà con. Trời ơi, dùng cái từ đúng là báo thiệt chứ. Gì? Phượng Hoàng tung cánh. Ôi ôi, cái gì vậy trời? Ý của nó nói là bây giờ á, tại vì mà nó cũng đúng, tại vì bây giờ bỏ tiền ra giết thì cũng phải làm sao mà cho nó qua miễn chút xíu. Quý bà con mình có biết cái chị mà ở trên trang cá nhân á, chị ta rất là uy tín nha, chị Lập Vườn Cây. Chị ta có nói đề cập tới một cái vấn đề như thế này, em sẽ tiết lộ cho quý bà con nghe nè. Có một cái công ty là kiểu như chuyên hợp tác ở các show truyền hình. Là sao? Là một cái công ty đó là chuyên khán giả đó, khán giả mà thuê đó quý bà con. Ví dụ như giờ vậy nè, có nguyên, ví dụ em là công ty nha, em là công ty, em sẽ tụ họp lại tất cả là khoảng chừng 100 người đi. Ừ, bây giờ em là người đại diện công ty, em sẽ liên hệ với một hai cái show nào đó, hoặc là em liên hệ với những cái game show truyền hình. Bây giờ game show truyền hình làm cái chương trình đó, liên hệ với em. Ừ, em mướn em ví dụ như cái show đó chừng 10 triệu đi. Đó, bắt đầu em kêu lại 100 người của em, tụi bay đừng làm gì hết trơn á, tụi bay chỉ cần tụi bay khi nào tao vỗ tay á thì tụi bay vỗ tay, khi nào tao la lên yeah ơi sao kê, yeah ơi sao kê thì tụi bay hãy la lên, còn khi nào mà tao biểu cảm khóc rồi này kia thì tụi bay khóc theo. Em nói chuyện y chang như cái chuyện mà có một cái công ty mà chuyên gia mà khóc với cười mướn vậy đó quý bà con. Thì cái đó là em nói vậy đại khái cho nó dễ hiểu, là chị Lộc Vườn Cây đã chứng minh rằng có một cái công ty như vậy. Thì cái live xì xô của con Bành Thị Lê Ve vừa rồi đó, nó cũng tương tự như vậy. Nó đi mướn khán giả, nó đi liên hệ với một cái công ty, mà công ty này là công ty chuyên cho thuê khán giả. Hiểu đơn giản vậy, dễ hiểu lắm quý bà con. Đó, vậy đó. Ví dụ khán giả, khi khán giả chỉ có làm gì? Ngồi đó coi và nghe và chịu khó bị tra tấn chút xíu. Càng tin tưởng hơn nữa đó, khi mà chúng ta coi kỹ những cái live stream ngay cái ngày đêm diễn của con le le, con ve đó, chúng ta mới nhận định được đúng là như vậy. Tại sao nói vậy? Thứ nhất, khi mà cái thằng MC á, nó nói về cái con ve đó, trời đất ơi, em nhìn ở phía dưới khán giả, người thì quay qua bà Tám, còn một người thì bây giờ lo gãi đầu, người thì lo tìm ghế, y chang như cái chuyện mà em nói như cái chợ vậy đó. Không có ai quan tâm gì tới ai. Thằng MC nó làm gì làm, nó nói gì nói, còn dưới đây khán giả người ta làm gì làm, nói gì nói. Quý bà con nào thấy mà khán giả vậy chưa? Khán giả mà thật sự người ta yêu thích ca sĩ đó, là người ta ngồi, người ta lo, người ta tập trung, người ta coi. Đúng chưa? Chứ ai đời mà dụ thằng MC nó giới thiệu con ve ra, gọi đây người ta ngồi, ta ngó lơ. Gọi người thì em nói trời đất ơi, làm đủ thứ chuyện. Ví dụ như chúng ta đi coi phim cũng vậy đó. Bộ phim đó chúng ta thích, chúng ta mới bỏ tiền ra chúng ta coi, đúng không? Thì chúng ta tập trung, người ta coi. Còn này em có, ví dụ mình đâu thích đâu, mình mướn được đi mướn coi thì mình ngồi đó mình bực làm gì mình làm. Mình đâu có quan tâm tới cái chuyện bộ phim nó chiếu cái gì. Đúng chưa? Trời đất ơi. Rồi thêm cái chi tiết vậy nữa nè. Cái vấn đề mà bông nó tặng á quý bà con biết không? Trời đất ơi, ca sĩ dữ hả? Ca sĩ mà kêu bằng ghê gớm dữ hen. Em nói thẳng ra luôn nè. Ở Bến Tre của em á, cỡ như Zack á, Zack 97 quê cùng quê em luôn, nó ca cỡ nào
Mà bông á, em nói thiệt quý bà con ha, tặng dữ lắm chừng 2-3 bó thôi, chứ không có kiểu như con ve. Con ve thời đất ơi ha, tao nói hát một bài xong á, gần cả chục người lên tặng bông, rồi nó đi vô thay đồ xong chút xíu nó hát một bài xong rồi tặng chục bó bông. Ủa gì kỳ vậy, ở đâu ra bông dữ má? Rõ ràng bông đó tặng xong đem đi vô cánh gà, xong rồi lòn xuống sau cho khán giả, khán giả tặng tiếp. Có ai quay được cái cảnh đó không? Làm sao quay được, đúng không quý bà con? Người ta đã cố tình giấu, người ta đã làm bất bình phong, người ta muốn che đi cái điều đó. Để chi? Để chúng ta nhìn vô, trời ơi, ve nó vẫn còn người yêu thương yêu thích thấy chưa. Tâm Phát TV, mày nói sao? Mày nói tào lao, ve người ta trời lai show đông nghẹt vậy đó. Y chang con thủy lợn tay xanh lên nói, ủi bữa đó đông nghẹt fan người này kia. Xạo không? Đúng không? Em nói thật, y chang như chuyện chúng ta đi coi lô tô vậy đó. Gọi lẽ quý bà con mình sẵn sàng bỏ ra cái số tiền lớn để mua bó bông mà. Bó bông nó đâu phải có rẻ đâu quý bà con. Bó bông á là bèo dèo 200-300 ngàn. Rồi còn nghe cái thằng, mấy cái thằng YouTube cho nó quay á, ủa nhét polymer vô trong đó nữa. Trời đất ơi, fan dữ vậy đó hả? Ủa ghê vậy đó hả? Không có đâu, xạo và láo thôi à. Đúng không quý bà con? Rồi thì quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Quý bà con mình hãy cho em biết cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con dưới phần bình luận video. Video nó đã khá dài. Cảm ơn tất cả quý bà con mình đã dành thời gian ra và coi cái video này tới đây cùng với em. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.